Chào các bạn nhé, hôm nay mình có về được một hộp hàng. Mình làm cái clip khui hàng ra xem có cái gì và review báo giá cho các bạn. Thì bên mình các bạn cũng biết là chuyên bán điện thoại cũ, tuy nhiên là bán điện thoại zin chuẩn và chính hãng, cũng như là iPhone quốc tế, không bán máy lốc. Chế độ bảo hành của bên shop Nhật Nam là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất. Thì đó là cái chế độ bảo hành của trước đây. Thì trong bắt đầu kể từ tháng bắt đầu từ giữa tháng 2 này đi. Tức là ngày 15 tháng 2 2022 trở lên, tất cả những ai có mua rồi mà lúc đó mình có in cái phiếu bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng đấy, thì sẽ được tăng lên thêm 3 tháng nữa là 6 tháng. Từ đợt tới này, để nâng cao cái chất lượng và dịch vụ ở bên shop Nhật Nam và khẳng định uy tín cũng như thương hiệu, giá bán vẫn không đổi nhưng thời hạn bảo hành tăng thêm 3 tháng cho các bạn yên tâm. Bảo hành 6 tháng trên tất cả mọi sản phẩm. Bảo hành 6 tháng các bạn nhé. Một đổi một với trường hợp các bạn xài phải giữ gìn hình thức máy còn như lúc ban đầu khi Nhật Nam giao cho các bạn. Chứ nói tóm lại là còn đẹp đấy. Chứ còn nếu như các bạn xài bị cấn vỏ, móp vỏ hay là như này như kia thì chỉ bảo hành sửa chữa các bạn nhé. Đấy là các bạn nguyên tắc là như vậy. Còn mua về xài vẫn còn đẹp nguyên như vậy, được đổi cái máy tương đương nếu như có lỗi của nhà sản xuất. Và bây giờ nâng cấp thời hạn lên là 6 tháng. Và mình thông báo với tất cả những bạn mua trước là tất cả những bạn mua sau ngày 15 tháng 2 2022 đều được bảo hành 6 tháng. Mình sẽ cập nhật hệ thống trên máy tính của mình ở đây, để sau này khi các bạn gửi về bảo hành, tất cả những cái phiếu bảo hành in từ cái ngày 15 tháng 2, tức là in từ ngày 15 tháng 2 là đều được gia hạn tăng lên, để cho công bằng cho những bạn mua trước nhé. Còn kể từ ngày hôm nay, tất cả những ai đặt hàng thì mình sẽ thông báo nhân viên là in lên bảo hành 6 tháng cho các bạn luôn, cho các bạn yên tâm sử dụng. Vấn đề này nâng cao dịch vụ thôi, còn ngoài ra là các bạn sẽ được lợi là yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm bên shop Nhật Nam. Chính vì vậy các bạn mua nhiều ủng hộ mình, cũng như là đăng ký kênh chia sẻ để ủng hộ cho mình nhé. Những người ở gần Tân Phú, Đồng Nai thì có thể đến trực tiếp shop của mình ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua hàng. Những bạn ở xa yên tâm mua hàng online thì điện đến cho mình qua số điện thoại 0979 782366 hoặc là số 0367 709123 để đặt cọc mua hàng các bạn nhé. Rồi bây giờ mình khui hàng. Đấy, đóng vào cái hộp thùng xốp thì nó khá là yên tâm, không có sợ. Đây chỉ có được 8 cái máy thôi, không nhiều. Hy vọng là nó là cái hàng chất lượng. Đây là máy gì đây, đẹp thế, Xiaomi. Đẹp thật luôn các bạn ạ. Đẹp và còn mới nữa. Bảo hành lâu, bảo hành đến tháng 12 năm 2022. Tức là cuối năm nay. Máy chính hãng Xiaomi, mà Xiaomi gì chưa biết. Rồi, tiếp theo là 12 Pro Max. 128GB màu gold, khá là chất luôn. Như cái thỏi vàng ha. 12 Pro Max mã Mỹ, 128GB, giá bán ngày hôm nay là 23.500.000 các bạn nhé, 23.500.000 bản Mỹ, 128GB, máy đẹp. Cái chỗ này là dính bẩn tí thôi, máy đẹp keng màu gold, 23.500.000 nha các bạn. Giá rẻ, máy ngon, zin quốc tế, chuẩn hãng, táo khuyết, Apple, 23.500.000 màu gold. Rồi tiếp theo là có XS Max 64GB mã Mỹ, 98% hàng tuyển chọn luôn, pin 98%, pin zin còn 98%, này zin nguyên bản nhà sản xuất. Con này thì giá nó cao một xíu, 11.000.000 bạn nhé, nhưng mà tiền nào của đó mình luôn đánh giá đúng. Và các bạn lưu ý là
Từ bây giờ mua là các bạn sẽ được bảo hành 6 tháng tại shop di động Nhật Nam. Các bạn cứ yên tâm sử dụng nhé. Xài giữ được vỏ đẹp thì một đổi một luôn. Dĩ nhiên rồi, 1-2 tháng đầu thì chắc chắn các bạn còn giữ đẹp. Còn ai xài vô ý lắm thì mới làm để chảy xước nặng thôi. Đấy. Về ngoại hình thì vấn đề đó thuộc của bền tại người, nên là mình cứ nói rõ vậy, tránh khó nói về sau ha. Ai còn giữ được ngoại hình đẹp, chẳng hạn như mình bán cho các bạn máy là 99% hay máy đẹp keng, thì khi mà lỗi mình sẽ đổ cho các bạn một cái máy cũng 99 hoặc là đẹp keng như vậy đó. Mà giờ bảo hành 6 tháng thì điều này nó khẳng định uy tín và chất lượng của shop Nhật Nam nhé. Các bạn mạnh dạn mua, giá không đổi. Con này pin 98% nên mình bán 11 triệu, lý do pin rất là cao. Zin nguyên bản, máy rất keng. Tiếp theo là pin 93%. Pin 93%. Máy cũng khá là keng, nhưng mà con này do dùng ốp các bạn thấy có một tí lặn vặn ở lưng, không đạt, cũng không đáng kể đâu. Nhìn như thế thôi nhưng rất là đẹp, do nó bóng bóng nên các bạn lóa lên nhìn nó thế, chứ bình thường rất đẹp. Rất là ok. Nhưng mà bên mình là không muốn làm hàng nên không thay cái lưng. Nhiều cái nơi nó bắn cái laser, không cần bung máy, bây giờ không thay cái này vẫn còn nguyên áp luôn. Tại vì đâu cần bung máy, nó bắn cái laser lấy cái kính này ra, nó dán miếng kính khác vào là xong các bạn nhé. Đấy. Nhờ bên mình không làm hàng, mình bán nguyên như vậy. Con này cũng 64GB mã Mỹ XS Max. Tình trạng pin zin còn 93%, ok, mình bán cho các bạn con này 10.800.000, 10.800.000. Đấy, mình sẽ bán theo. À không, con này lưng còn 55 tí, mình bán 10.500.000 thôi. Đấy, nó hơi một tí thôi, bằng kính nó hơi bẩn thôi. Tiếp theo là pin 89%, tuy nhiên là ngoại hình keng. Đấy, không có bất kỳ một tí vết nào hết, chuẩn chỉ. Như vậy con này mình sẽ bán là 10.500.000 luôn. 10.500.000 luôn. XS Max màu đen, khá là chất. Tiếp theo con này pin 89 cũng thế, cũng đẹp keng như vậy, cũng 10.500.000, máy khá chất luôn các bạn. Đợt máy lần này là chuẩn chỉ zin ốc hết, zin ốc hết, zin ốc và kiểm tra áp ok. 88% cũng vậy các bạn nhé. 88 với 89 thì mình không giảm giá đâu, vẫn 10.500.000, bảo hành 6 tháng. Con này cũng 88 cũng thế các bạn nha, cũng bảo hành 6 tháng. Rồi ok, hết rồi. Mình sẽ quay lại với con Mi ở đây xem nó có ghi là Mi gì không. Giá tiền bao nhiêu cũng không biết đây. Mi 11 Lite các bạn ạ. Mi 11 Lite, cái này thì mình chưa có nhận được cái hóa đơn ở đây, chưa có báo giá qua, mình chưa biết. Mình sẽ báo cho các bạn sau nhé, hoặc là mình sẽ review ở những clip sau nữa. Rồi, xin nhắc lại là kể từ ngày 15 tháng 2, tất cả những người mua máy tại shop Nhật Nam sẽ được nâng giá trị bảo hành lên là 6 tháng. Và cho tới những cái bạn đặt trước khoảng 1-2 tuần vừa rồi là mình vẫn in là 3 tháng. Nhưng mình sẽ tự động cập nhật tại shop nhé. Mình tự động cập nhật tại đây, các bạn cứ yên tâm, mình sẽ chiếu theo cái ngày bảo hành. Tất cả những cái phiếu bảo hành in sau ngày 15 tháng 2 thì đều được bảo hành tăng lên giá 6 tháng cho các bạn yên tâm. Và từ ngày hôm nay các bạn đặt, mình sẽ in luôn phiếu là bảo hành 6 tháng cho các bạn yên tâm mua hàng với shop Nhật Nam. Mình cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến và ủng hộ để mà tăng cao chất lượng dịch vụ, thì hy vọng rằng càng ngày các bạn đăng ký kênh mình càng nhiều và like, chia sẻ nhiều, xem nhiều, ủng hộ mình để mình nâng cao chất lượng dịch vụ của các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu mua hàng thì alo cho mình qua số điện thoại 0979 782366 hoặc là số 0367 709123 để đặt cọc mua hàng các bạn nhé. Hôm nay hàng XS Max chỉ có màu đen, tuy nhiên rất là xịn sò luôn. Zin nguyên bản và pin zin chất, hàng cam kết không bơm pin các kiểu luôn. Bên mình bán là rất là thực tế. Còn một số nơi bây giờ họ hay bơm pin lên 90%, các bạn hãy cảnh giác nhé. Bên mình là bao luôn, bao không bơm pin. Đấy, gặp trường hợp chẳng may mà bên đối tác nó có bơm có gì, mình lầm lẫn hay là nọ kia, mình kiểm tra mà chẳng may bị sót, mình sẽ đổi cho các bạn máy khác để các bạn yên tâm. Đó. Thì bạn nào đặt mua hàng thì alo cho mình qua số điện thoại 0979 782366 hoặc là số 0367 709123 để cọc mua hàng. Những bạn ở gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai có thể đến trực tiếp shop của mình ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua hàng. Từ bây giờ trở đi, chế độ bán hàng ra sẽ bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video sau.